vậy đúng không? Sao mà lúc nào không có chuyện hết trơn á, con chuyện này cũng có chuyện kia hoài, người con nhà không à, con nhờ chuyện nhau cái gì chứ. Mày không cần nhận từ tí nào vậy? Dù gì cũng chạy tiền của mày cũng là người lôi em xuống đây cái thứ rồi, giờ mày làm gì em coi được không? Lôi em xuống mà bên em không được thì đừng có nói. Mày đúng quá trời đúng.